Xin chào các bạn, sản phẩm hôm nay chúng tôi sẽ review là Ten Synology MR2200AC. Đây là một thiết bị mesh router vừa được Synology giới thiệu tại Computex 2018 và đã tạo được nhiều sự chú ý cho người dùng cũng như là giới chuyên môn. Như mọi người cũng đã biết, Synology là một thương hiệu đã có tên tuổi từ lâu trong các giải pháp lưu trữ NAS dành cho hộ gia đình cũng như cho các doanh nghiệp từ nhỏ đến lớn. Trong năm 2015, Synology lần đầu tiên giới thiệu sản phẩm Wi-Fi router RT1900AC, sau đó là RT2600AC. Trong năm 2018, RT2600AC từ Synology đã lọt vào danh sách top 6 Wi-Fi router tốt nhất do website uy tín TechRadar bình chọn. Tiếp nối thành công, trong năm 2018, Synology tiếp tục cho ra mắt sản phẩm Mesh Router MR2200AC, bước thêm một bước nữa vào thị trường Mesh Wi-Fi hiện đang ngày càng phổ biến. Công nghệ Mesh Wi-Fi khác biệt như thế nào so với giải pháp Wi-Fi truyền thống? Ví dụ như bạn có một cái ngôi nhà nhỏ hay là một quán cà phê nhỏ, chỉ cần một thiết bị router Wi-Fi đủ mạnh như là Synology RT2600AC đã đủ đáp ứng cho mọi ngóc ngách trong không gian đó của bạn. Tuy nhiên, ví dụ như bạn có một cái không gian lớn hơn như là một cái resort nhiều khu vực hay là một khách sạn nhiều lầu chẳng hạn, thì đối với công nghệ Wi-Fi truyền thống, bạn phải mua nhiều thiết bị Wi-Fi cho nhiều khu vực khác nhau. Khách hàng của bạn khi mà di chuyển từ khu vực này sang khu vực khác, cho là bạn có đặt chung một password cho tất cả thiết bị thì khách hàng cũng phải kết nối lại, nó sẽ gây một sự phiền hà không hề nhỏ. Với công nghệ Mesh Wi-Fi, tất cả các thiết bị trong hệ thống Mesh sẽ tự động kết nối và liên lạc với nhau. Khách hàng của bạn chỉ cần đăng nhập một lần duy nhất, một password duy nhất khi mà họ đi qua tất cả mọi khu vực trong không gian Mesh mà bạn đã thiết lập, kết nối của họ vẫn được đảm bảo. Mình khá là thích thiết kế của con Mesh Router Synology MR2200AC này. Nó được thiết kế ở dạng đứng với tản nhiệt nằm ở phía sau. Thiết kế này sẽ giúp ích rất nhiều trong vấn đề tản nhiệt, giúp thiết bị có thể hoạt động trong thời gian dài mà không gặp vấn đề về nhiệt độ. Ở mặt trước, chúng ta có tên thương hiệu Synology, mã sản phẩm và đèn LED để báo hiệu tình trạng hoạt động của thiết bị. Còn ở mặt sau, chúng ta có hai cổng mạng, một cổng WAN, một cổng LAN và một cổng USB 3.0. Đây là giao diện đăng nhập của Synology MR2200AC trên PC. Bây giờ tôi sẽ điểm qua một số tính năng quan trọng trên giao diện của SAM 1.2 của Synology Mesh Router MR2200AC. Ở một Network Center, chúng ta có thể quan sát được trạng thái sử dụng mạng thông qua Mesh Router. Tại một Internet, chúng ta có thể cấu hình một số cái cơ bản. Quan trọng nhất ở đây là cấu hình Quick Connect hoặc DDNS để chúng ta có thể truy cập từ xa để cấu hình Mesh Router này. Các bạn thấy ở đây mình vừa đăng ký xong tên miền mr2200ac115.synology.me. Ngay bây giờ mình đã có thể truy cập từ xa vào thiết bị bằng cái tên miền này. Mình ví dụ thử luôn nha. Như các bạn thấy, bây giờ chúng ta đã có thể truy cập từ xa và cấu hình quản lý thiết bị. Mục 3G và 4G này thì nếu các bạn có USB 3G hoặc 4G cắm vào cổng USB đằng sau thiết bị, thì khi mà mạng Internet chính bằng cổng LAN RJ45 bị down thì chúng ta vẫn có thể ra Internet nhờ vào cái kết nối 3G, 4G này. Ở một local network này, bạn có thể cấu hình địa chỉ IP, mạng LAN của thiết bị, DHCP server hoặc là DHCP server dành cho mạng guest, dành cho mạng khách. Ở đây, DHCP client, chúng ta có thể thấy là các cái thiết bị đang kết nối vào hệ thống mesh này. Ở một parental control này, chúng ta có thể cấu hình một số cái quản lý, ví dụ như là web filter. Chúng ta có thể cho phép truy cập chỉ một số website mà mình muốn, hoặc là cấm một số website mà các bạn cho rằng không có an toàn. Ví dụ như ở đây mình sẽ block một số website. Chẳng hạn như mình đã cấu hình block website facebook.com. Mình block thêm website VnExpress để tránh tình trạng nhân viên mình đọc báo. Chúng ta có thể customize cái trang block này. Ví dụ như mình thêm title là bạn đã bị block rồi nhé. Ở tab Traffic Control, chúng ta có thể quan sát, theo dõi được cái các thiết bị nào đang kết nối
và monitor được cái traffic họ đang sử dụng. Mình thấy traffic upload và download đang hiển thị real time tại đây. Ở một security này chúng ta có thể kích hoạt ví dụ như là DoS protection hay là kích hoạt các tính năng firewall, auto block nếu đăng nhập sai nhiều lần. Ví dụ như là đăng nhập sai 5 lần trong vòng 5 phút thì sẽ bị block. Tiếp theo ở tab Operation Mode, chúng ta có thể thiết lập router ở hai cái chế độ. Một là Mesh router này sẽ hoạt động như là một wireless router của hệ thống mạng, kết nối như là router chính của hệ thống mạng này. Trường hợp thứ hai là chúng ta có thể cho Mesh router MR2200AC này hoạt động giống như là một access point để mở rộng hệ thống mạng không dây cho doanh nghiệp bạn. Một quan trọng cần chú ý là một Wi-Fi Connect. Thì trong mục này chúng ta có thể thấy được cái tình trạng của Mesh router này. Đây ví dụ như là mình đang sử dụng một thiết bị truy cập thì nó đang sử dụng băng tần 5GHz số 2. Hai băng tần còn lại thì hiện tại không có thiết bị nào sử dụng. Ở tab Wireless chúng ta có thể cấu hình SSID của thiết bị, password WPS nếu bạn muốn kích hoạt. Ở tab Wi-Fi Point này cho phép chúng ta kết nối nhiều thiết bị Mesh Router Synology MR2200AC vào chung hệ thống Mesh Wi-Fi này. Tuy nhiên là tại Việt Nam hiện tại chỉ có một thiết bị duy nhất nên chúng tôi chưa demo được tính năng này cho các bạn ngay lúc này. Ở tab Guest Network cho phép chúng ta cấu hình SSID cũng như password dành cho mạng khách, dành cho khách bản line chẳng hạn. Ví dụ mình sẽ thiết lập là MAC connection là 32 thiết bị truy cập đồng thời vào mạng khách này. Ở tab Schedule chúng ta có thể kích hoạt lịch để khách được truy cập. Ví dụ như là ta có thể set up là khách chỉ được truy cập trong vòng 1 tiếng đồng hồ phải thoát ra khỏi mạng. Hoặc là chúng ta có thể kích hoạt thời gian mà khách được truy cập. Hay ví dụ như là mình sẽ cho khách truy cập chỉ từ 8 giờ cho tới 17 giờ hàng ngày, các giờ khác khách không được truy cập. Ở một Guest Portal này chúng ta có thể thiết lập tính năng, một tính năng khá hay là nó sẽ hoạt động giống như là Wi-Fi marketing vậy. Ví dụ như khách khi truy cập và thiết bị sẽ được redirect sang một trang các bạn muốn. Đây ví dụ như là khi khách truy cập mình sẽ cho redirect tự chuyển hướng sang trang synology.com. Thiết bị Synology Mesh Router MR2200AC này hiện chưa được Synology bày bán chính thức và đây là thiết bị duy nhất có mặt tại Việt Nam ngay lúc này. Nếu các bạn có nhu cầu trải nghiệm MR2200AC hoặc là các thiết bị NAS khác của Synology có thể đến trung tâm trải nghiệm của Synology tại 115 Nguyễn Phi Khanh, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, các bạn có nhu cầu tìm hiểu chuyên sâu online về Mesh hoặc các giải pháp NAS của Synology, hãy subscribe YouTube channel MStarCorp Synology Việt Nam hoặc gọi đến số 094 3199 449 để được hỗ trợ. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần tới.